Chào mọi người, mình Anh đây. Hôm nay thì mình sẽ cùng hướng dẫn mọi người nhảy phần điệp khúc của bài I Can't Stop Me của Try nhá. Về phần điệp khúc thì mọi người chỉ cần tập đứng theo mình như thế này thôi, thì mọi người sẽ tập được điệp khúc 1 giữa và cuối luôn. Ok, let's go nhá. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy hướng dẫn cho các bạn dễ hình dung luôn nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Ok. Đó, phần nhất như thế. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Đoạn nhất của mình. Ok, trước tiên các bạn vung tay lên cao người lại. Sau đó tay phải vẫn vung như thế và tay trái thì đưa lên vai kiểu xuống như thế này. Lại nhá, bắt đầu cả hai lần luôn này, vung ra và vung tay phải hơn. Tiếp theo hai tay xoay vào nhau như này, cổ tay thì ở đúng chỗ nhá, xoay xoay. Sau đó tay phải xuống dưới và tay trái lên trên, bắt đứng theo tay phải. Rồi bây giờ kết hợp với chân cho mình, khi tay mở ra thì đồng thời hai chân cũng mở. Tiếp theo khi tay phải đẩy cửa ra sau thì chân phải lên. Ok, tiếp theo khi tay làm như này thì bước chân trái lên thì sau đó khi tay đổ dập chân phải bắt đầu đứng lên. Còn bây giờ mọi người thử kết hợp nhá. 5 6 7, chậm, mở, xoay tay và dừng. Ok, nhanh hơn. 5 6 7 8, mở và xoay và dừng. Rồi tiếp theo tay trước nhá, người dùng tay phải gập bàn tay lên và sau đó thì di chuyển hai lần lên trên bên mình. Sau đó tay trái về sau, tay phải lên trước. Rồi tiếp theo hai tay về nắm vào đây xong. Sau đó này tay phải về hông, tay trái thì chỉ chéo lên và sau đó hai tay về xuống xong tròn vòng nhá. Tiếp theo xoay tay phải vòng xuống, tay trái đuổi, dừng và dừng. Từ lại này mở nhá, tay phải trái đuổi và dừng. Ok, bây giờ khi tay đẩy lên thì người sẽ đẩy cho mình hông bên trái lên, đẩy hông bên trái. Tiếp theo tay này hướng dẫn. Ok, tiếp theo tay phải ra đây, chân thì về thẳng, sau đó về đây, sau đó chỉ lên để xoay chân, xoay qua chân trái và đổi hông sang bên phải của mình, được chưa? Tiếp theo này, khi tay về thẳng ở đây thì hai chân đập trụ nặng, sau đó khi tay đuổi như thế này thì mình khi chân cho mình này đập nhẹ chân trái lên và sau đó đặt lên chéo chân này mình, thử lại nhá. Đây đúng không? Thắt hông lên hai lần, sau đó đổ này, sau đó về này, chỉ này, bật nhảy về này, bật nhảy, để tay vào đây, dừng. Rồi bây giờ cái này thôi, không xí thì mình sẽ chậm, thôi chậm thôi. Bật nhảy về chậm, sau đó bật nhảy, dừng đây. Ok. Tiếp theo, mọi người giữ cho mình chân và tư thế người như thế này, tay không đến thẳng. Sau đó này, hai tay vòng lên như thế này, theo một vòng vẫn như thế này. Đây nhìn kỹ này, đang đây không? Đang đợi chờ nhau đây. Sau đó đưa xuống, lên, sóng vào nhau, đúng chưa? Tiếp theo mình vung tay cao, đặt về, và xong, lại cho mình nhá. Để kết nối bạn này, đứng lên, thất hông một lần, hai lần, là về, chỉ, bật về, bật và đợi. Tiếp theo đi xoáy hai lần, vung ra đây. Tiếp theo mọi người lại đặt nhẹ cho mình chân phải lên, bật như này, rồi sau đó xoay đặt lên đây. Rồi khi mọi người bật nhảy thì tay phải đang ở hông đúng không, rồi cua lên trước và tay phải thì để trên cái phá thì ôm như thế này.
bật về bật trái đợi này theo sau này bung ra bật phải đây ok thì em nhìn cho các bạn chậm
lên mình. Tiếp theo, lần này mình cúi đầu nha. Tiếp theo mình bắt đầu nhìn thẳng lên. Và sau đó cong chân về, đặt cái đầu gối chân thẳng xuống, mình sẽ cong đôi chân về. Nhìn kỹ lại mình này. Đây, đang trườn xuống này. Bắt đầu lên này, cong chân thì đặt đầu gối xuống, được chưa? Đồng thời buông tay về dưới, buông hò lên và đặt tay vào đầu gối. Sau đó thì đứng dậy. Ok, khi đứng dậy thì mọi người sẽ bật để chân thẳng. Nhưng mà bật chéo lên như mình trong cái này, mình trái. Được chưa? Đồng thời này, tay trái thì sẽ buông một đường ra sau. Đứng dậy này, sau đó bật nhảy. Rồi bật nhảy xong thì trạng cho chú bình thường. Ok. Năm, sáu, bảy, tám đi này. Một này, xuống này. Hai này, xuống này. Năm này, xuống này. Bảy, đổi. Hai, tiếp theo. Đổi, và đổi. Bung, xuống, hất, lên, và chéo. Tiếp theo, bật, bật. Chéo tay, và xuống. Tiếp theo, hất lên. Thu chân về. Bung tay chạm vào đầu gối, bật lên, sau đó dừng chân. Tiếp theo chúng ta theo sau khi người dừng chân đây thì nhìn hông cho mình nhé, nhún để hông lên trước, kéo theo lại nhún để hông. Đồng thời khi mọi người làm như này, tay mọi người sẽ làm xong cái chảo đầu cua. Tiếp theo này nhún để hông lên, nhún tay, ok nhé, từ đây tới cái thắt. Tiếp theo này nhún để không lên, tay trái không ra sau và đặt rồi. Thế mà ok, tiếp theo này không đi cho mình một vòng từ phải và trái và nhún xuống, đồng thời tay về đây xoay hông này. Tiếp theo lên mắt phải hai cái, sau đó mình thả tay xuống, đồng thời nhún chân và xoay hông qua bên trái lên mình đầu ngửa. Tiếp theo này hông trái và tay chỉ rồi đổi sang, sau đó đổi các người đang nghèo, sau đó phải đổi với cụm lên trên thắt hai lần, đến lần thứ hai chân lại xuống, rồi làm cái này không nhá, đang ở đây đúng không? Để không lên này, tiếp theo để không lên này, sau đó này đi một vòng từ phải qua trái, thắt thắt xuống này, đó chỉ này chỉ này. Và cụt. Ok, tiếp theo mọi người làm bài tập trước. Đổi vào đây. Đổi vào đây. Lần này hơi khác một xíu. Đây, mình đi chân. Tay mở. Đập lên trước thì nắm bằng hơi đẩy mình xuống. Tiếp theo, dùng tay phải luôn. Thắt ra sau, mình đứng đây. Và ra trước như này. Xong. Bây giờ thì sẽ em nhìn chậm cho bạn. Đoạn thứ 2 của cái khúc 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nhanh nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, đoạn thứ 4 của đề mục
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, từ từ mình sẽ phân chia tiếp cho các bạn. Chúng ta bắt đầu. Rồi chúng ta trồng vào đâu? Chúng ta làm như này. Tiếp theo này, vai trước mình chỉ vai nhá. Các vai phải lên 3 lần. 1 là 2 là 3. Tiếp theo vai trái. 4 5 6. Được chưa? Sau đó mọi người lấy đà vai sau gập lên, gập và lần thứ hai chỉ tay lên thế này. Đây được không? Thử cả nhá. Giờ tiếp tục tay từ đầu lên này. Đầu tiên tay ra, đi vai 1 2 3 4 5 6 và gập và chéo. Tiếp theo tay để như này luôn. Vai của nó như thế. 1 2 3 4 5 6 thay đổi 7 và về. Rồi, bây giờ chân mình sẽ như sau. Chân đi chéo trước. 1 2 3. Tiếp theo 4 5 6 7 và 8. Tiếp theo 2 2 3. Tiếp theo 4 5 6 7 và 8. Cùng phần này đến thì mình luôn các bạn nhé. Đây là chọn này. Nhưng đây ra xong đi luôn. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Tiếp theo 2 2 3 4 5 6 7 và 8. Ok, tiếp theo này, nhìn kỹ cho mình cái chân trước. Dậm chân phản trái. Phản. Dưới chân dậm bình thường. Bây giờ khi dậm chân phản của mình nhún xuống. Nhún. Rồi dễ đúng không? Dễ đúng tay này. Chọc ra. Về. Đây, hai tay cứ lần lượt như này. Chân trái thì tay phản. Ok đi này. Đây. Nhún. Đây. Nhún. 5, 6, đúng chưa? Tiếp theo và 7 để xoay thành mình. Tiếp theo này, và rút về nắm vào người rút chân. Ok, bây giờ tiếp theo mọi người sẽ lặp lại ở tập trước như thế này. Như thế này, chỉ khác tay một xíu bây giờ đấm xuống là xong. Đấm xuống về. Ok, thử lại với mình nha. Cả đợt 3 lúc này mình sẽ đến mình chậm. 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đi 1, 4, 3, 4, 5, 6 và 7 và 8. 1, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Ok, nhanh nhá. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 1 2 3 4 5 6 7. Kết thúc. Ok, như vậy là mình đã học được trong trọng điểm túc về cơ bản. Ok, đến khúc thứ nhất chúng ta sẽ nhảy chọn vẽ người của mình. Đến đến khúc thứ hai thì sẽ có thay đổi một chút, mình sẽ hướng dẫn luôn nhé. Đến khúc thứ hai mình sẽ thay đổi một chút, mọi người sẽ không làm cái này đâu. Ok, mọi người sẽ dừng ở phía sau nhá. Mình sẽ đến hạn đến khúc hai mình chạy luôn nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
6, 7, 8, 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, đến lượt đến thứ hai thì sẽ có những cái gì thay đổi? Thứ nhất, đây, sau khi mình lại đây lần hai đúng không? Mình vẫn tận số như thế này, và sau đó mình xuống gần chân bên này mình, đúng chưa? Sau đó hạ chân này xuống, tay này, lượt sang. Đây, không thì mọi người sẽ bắt đi cùng như này nhé, bắt đi cùng như này. Trái này, phải, trái, thúc đèn lên, đúng chưa? Sau đó đặt tay về đây, tay phải thoát xuống để mùa xuống như này. Lần thứ hai cũng như, lần thứ ba thì lên trên này. Thoát như này, tiếp theo để mọi người thoát xuống bên phải lên 3 lần. Đó, đồng thời cái tay của mình sẽ thường. Đây, lần thứ tư thì thoát tay về, 5, 6 thì xuôi tay xuống, 7 thì hạ đưa cái tay ra sau, 8 thì đưa tay trước. Tiếp theo để mình lên, và 6 thì xoay cho mình từ lên trước nhá. Qua trái lên thì sẽ được cao lên như thế này. Qua trái. Đó. Ba vòng. Được chưa? Sau đấy tay chéo. Đưa một chân lên. Và sau đó thì nâng lên. Đó. Đây là động tác của phần nhiệm vụ thứ hai. Ok. Tiếp theo đến phần cuối cùng thì sẽ chỉnh thêm không? Thêm một đoạn nữa thì mình sẽ đến luôn nhá. Đến luôn từ đoạn cuối này. 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lướt này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lùi nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chứ phải lên 1,